Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Phù Đồ Tháp. Holic Audio, chương 65, Tẫn Thành Cựu Cảm. Ra khỏi huyết loan cung, vừa mới lên kiệu lại thoáng nhìn thấy ở đầu đường hẻm đằng kia đang có người nhẹ nhàng đi tới. Hoàng đế nhíu mày nhìn, người trong cung đều dùng ô vải, màu ô rõ ràng là một mảnh lam chàm, nếu vẽ thêm mấy cành hoa lá liễu lên thậm chí còn rất có tình ý, nhưng cái ô kia thì không trên mặt ô bôi vài nét bút không rõ ở đâu ra, giống như màn xương thường phun ra lúc có yêu quái xuất hiện trong thoại bản sơn hải kinh, mềm không ra mềm cứng không ra cứng, dối rắm cuốn quanh, quét ngang hơn phân nửa tán ô. Hoàng đế luyện thư pháp, có những kiến giải rất độc đáo về cái đẹp, nhìn thấy kiểu bố trí chẳng ra đâu vào đâu này thì thấy như bị mắc nghẹn ở cổ, bảo đám thái giám dừng lại, đợi người đến gần rồi mới nói ô của hoàng tẩu là từ đâu đến vậy. Bố cục này mới mẻ độc đáo thực sự, chưa từng thấy qua. Vinh An hoàng hậu cục ô hành lễ, hơi kinh ngạc cười nói, ta còn định tới đằng kia chơi một chút, không ngờ hoàng thượng còn đến sớm hơn cả ta. Rồi lại Uyển truyền nói, hôm rồi có hứng thú, lấy từ chỗ làm ô đến một cái ô trắng, tự mình đề bút. Ta không bị được hoàng thượng rượu bút sinh hoa, để hoàng thượng che cười rồi. Hoàng đế tưởng là bút tích của thợ làm ô, còn định mắng vài câu, không ngờ lại là Vinh An hoàng hậu tự viết, không tiện nói thêm gì nữa chỉ nhàn nhạt bảo hoàng tàu cũng đến thăm đoan phi sao. Theo lý mà nói thì phải xưng hô đầy đủ, gọi là đoan phi, ai mà biết được là đương nhiệm hay là tiền nhiệm. Nhưng hoàng đế chưa bao giờ dùng đến phong hào này để sách phong phi tần, cho nên đây hẳn không tính là nói sai, không chừng đã hạ quyết tâm bỏ chữ thái, kia đi rồi. Vinh An hoàng hậu cười đáp, ta và đoan thái phi cùng là người trong hậu cung tiên đế, bây giờ sống gần nhau, không phải là nên đến thăm hay sao? chân tay vô tôn cũng thật nhanh nhẹn, chưa đến một tháng đã đón được người về. Tiếp theo hoàng thượng sẽ tính toán thế nào? Hoàng đế cong môi cười nhạo, hoàng Tầu là người thông minh, những chuyện này không cần hỏi cũng rõ rồi chứ. Vô tôn làm việc chấm yên tâm, tên nô tài này nắm giữ được, trong bụng có bao nhiêu lối rẽ chấm đều biết. Không giống người khác, muốn trọng dụng còn phải đề phòng một hai. Vinh an hoàng hậu phe phẩy quạt tròn gật đầu, hoàng thượng thánh minh. Những nô tài đó vốn chỉ như con chó con mèo, buồn buồn thì lấy ra tiêu khiển, không dùng được thì nhốt vào lồng sắt. Đến mạng sống cũng là chủ tử cho, sao dám không tận tâm hầu hạ? Dù sao đồ ăn cũng không đậy trong rổ, hoàng thượng hiển nhiên là hiểu đạo lý cân bằng hai bên. Tên Vu Tôn này, nàng chậm rãi lắc đầu, vẫn không ổn lắm. Ta nghe nói hắn tham đến lợi hại, người dưới chướng hoàng thượng, thể diện lại càng quan trọng. Hoàng đế nhìn nàng ta, nụ cười mang theo chút hương vị thương hải, cao cao tại thượng ư một tiếng, chấm dùng người thế nào không nhọc hoàng tàu lo lắng, chấm cũng không cấm hoàng tàu đi thăm đoan phi, chỉ là nàng mới từ phía nam trở về, thân mình không được tốt, hoàng tàu hiểu lòng người, thay chấm chân an nàng vài câu, nói cái gì nên nói, hoàng tàu đều biết rồi chứ. Vinh An Hoàng hậu cắn răng cười nói, đó là đương nhiên, Hoàng thượng săn sóc như vậy, đó là tạo hóa đời trước của đoan Thái Phi. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, quay mặt đi. Sùng mậu vỗ tay một tiếng, bộ liễn lại vững vàng đi về phía trước. Chủ tử, nữ quan bên người nàng ta thấp giọng lầm bẩm sao hoàng thượng lại có vẻ như chờ mặt không nhận người như vậy chứ? Nàng ta hừ một tiếng, nếu hắn là người trọng tình nghĩa thì đã không chân trước lên đài, chân sau lập tức giẫm người từng nâng hắn lên. Tiêu đạc hao hết tâm tư thì có lợi ích gì, cờ thua một chiêu, cục đá dọn đi lại rơi trúng chân mình, để bây giờ bị đánh cho không còn manh giáp còn có ý nghĩa gì sao? Cả hai đều không nói gì nữa, nhức tà váy rảo bước vào huyết loan cung. Âm lâu vừa tiến hoàng đế xong, đang định nghỉ ngơi thì lại có tiếng tông truyền vọng vào, nói vinh an hoàng hậu của giai phượng cung tới rồi. Nàng vừa nghe xong đã nhíu chặt mày, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành gắng gượng tinh thần ứng phó. Vinh an hoàng hậu ỷ vào thân phận tôn quý, không hề có chút thân thiện trong tưởng tượng, đến trước mặt nàng vẫn tự cho mình là một nửa chủ tử như trước, hệt như ban đêm ngày đó được nàng đưa về khôn ninh cung, nàng ta đoan trang bước vào, vẻ mặt nhàn nhạt, ngồi trên bảo tọa để nàng hầu hạ uống trà, vừa hỏi thăm nàng nam hạ có thuận lợi không, trên đường có hiểu biết thêm cái gì mới mẻ không. Âm lâu hiểu rõ đạo lý đa môn tất thất, cười xoa, nương nương biết mà, đông sưởng hộ tống, phiên tử lại nhiều, ta không tiện xuất đầu lộ diện. Hơn nữa trời rất nóng, đơn giản là không ra khỏi khoang, ăn mặc đều do Tào Xuân Áng đưa vào, nhắc đến hiểu biết, quả thực không nói nên lời. Vinh An Hoàng hậu quét mắt liếc nhìn nàng một cái, thế thì đáng tiếc, đi một vòng lớn như vậy mà chẳng biết thêm được gì, còn không bằng ở tử cấm thành đâu. Nàng ta chỉnh lại tê tất rồi thở dài, lúc trước đông đúc như vậy, người bạn giá thì đã bạn giá tuấn táng kẻ thù lăng thì đã thù lăng, vốn nghĩ đời này sẽ chẳng có ngày gặp lại, không ngờ vẫn còn một người có thể quay trở về. Kể ra người cũng rất cao số, tuấn táng không thành, thù lăng cũng không, Bây giờ lại hồi cung, không biết Thái hậu sẽ nói thế nào đây. Dù sao ngươi cũng là cung quyến của Tiên hoàng, mang hàm Thái phi, vẫn là người bên ta. Vào miếu phải bái Bồ Tát, vào cung cũng phải gặp người, không đơn thuần chỉ là lễ nghĩa, cũng là để sau này dễ qua lại. Ngươi trang điểm một chút, chờ lát nữa Hoàng thái hậu ngủ chưa dậy, ta đưa ngươi tới Tử Ninh cung. Chẳng may bên trên muốn phát tác cái gì vẫn còn có ta giúp ngươi giảng hòa lúc trước diêm tôn lãng đã truyền khẩu dụ của hoàng đế cho phép nàng tạm hoãn chào hỏi ai ngờ vinh an hoàng hậu này vừa đến đã lập tức muốn đưa nàng đi qua nàng ta ngồi đó chờ nàng không thể từ chối vươn cổ là một đau mà rụt cổ cũng là một đau trốn sau hoàng đế chỉ khiến nàng trông như đang sợ chết trên đời này làm gì có bức tường nào không để lọt gió nàng tuân chỉ hồi cung chỉ sợ còn chưa đến thuận trinh môn thì tin tức đã truyền khắp đông tây lục cung rồi đồng vân đứng một bên nghe lại không tiện mở miệng ngăn cản, bước lên tồn an một cái với vinh an hoàng hậu, cười nói, mong nương nương chờ một chút, chủ tử mới đến nơi lúc chưa, thuốc vẫn còn chưa kịp sắc xong, nô tỳ lập tức đi thúc dục uống xong thuốc mới có thể đi, hẳn là trì hoãn một lúc cũng không ảnh hưởng. Lúc này vinh an hoàng hậu mới quay mặt nhìn âm lâu, sao vậy? Trong người không khỏe ư, là bệnh gì thế? Âm lâu lặp lại những lời đã nói với hoàng đế, nàng ta ồ một tiếng thật dài, bệnh khám không ra này là khó chữa nhất, chỉ có thể lần mò điều trị. Khi tiên đế còn tại thế, ta cũng từng đọc vài quyển sách ghi thuật. Thân mình nữ nhân thuần âm, xét đến cùng vẫn là dựa vào kinh nguyệt, chỉ cần kinh nguyệt vận hành thông thuận, không có chuyện không khỏe lại. Nàng ta vẫn tay bảo đồng vân đi, tự mình tháo chuỗi trâu 18 hạt trên nút áo xuống đếm. Liếc thấy trên cổ tay âm lâu cũng có một chuỗi hạt châu dai nam thì cười rộ lên, muội muội cũng tin Phật. Âm lâu cúi đầu vuốt ve chuỗi hạt, đây là chuỗi Phật Châu ngày đó dạo chợ đêm Tiêu Đạc đưa cho nàng, không biết là từ niên đại nào truyền xuống, trên bề mặt viên ngọc phủ một lớp sáp, hẳn cũng đã cũ rồi. Nàng mỉm cười đáp, là người trong nhà cho, lúc trước nói đồ ta niệm Phật dưỡng tính, ta vốn cũng tưởng là Phật Châu, sau này lại phát hiện ra không có Phật đầu tháp, chỉ có thể coi là vòng tay. Hơn nữa niệm Phật cần phải thành tâm, đối với thần Phật ta vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, mấy lần muốn tính tâm cũng không được cuối cùng đành từ bỏ. Vinh An Hoàng hậu nghe khẩu âm Bắc Kinh của nàng, ngạc nhiên nói, ta nhớ nguyên quán ngươi là Hàng Châu, khẩu ngữ Bắc Kinh này là vào kinh mới học sao? Nàng nói không phải, mẹ ta là người Bắc Kinh, sau này lại đi theo phụ thân đến Chiết Giang, ta được mẹ nuôi lớn, cho nên khi tiến cung vẫn nói được tiếng Bắc Kinh. Đồng Vân vốn định nương theo chuyện trong người nàng không khỏe để từ chối, ai ngờ Vinh An Hoàng hậu vẫn không dao động, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bưng thuốc tiến vào. Âm lâu chỉ muốn sớm đuổi nàng ta đi, không ngại thuốc đắng như thường ngày nữa, uống một hơi cạn sạch, cung nữ hầu hạ xúc miệng xong, nàng liền đứng dậy nói, để nương nương đợi lâu, thật ngại quá, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Ta có chút căng thẳng, nếu có chỗ nào chưa chu toàn, vẫn mong nương nương giúp đỡ. Vinh An Hoàng hậu chỉ mỉm cười, quay người đi xuống hành lang. Trời nắng gắt, không khí khô khốc, cơn mưa trước đó dường như cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng mấy chốc mặt trời đã hôn khô nước đọng. Còn tưởng đầu buổi chiều nắng nôi mệt mỏi, nương nương các cung sợ nóng, sẽ tránh hết trong tầm cung không lộ diện, hóa ra không phải. Vừa tới cửa vòng từ Ninh Cung đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong, cái gì mà đại nãi nãi mời tiệc cháu mới sinh, đại thọ của lão cô nãi nãi có diễn tòa lân nang, tất cả đều là chuyện nhà người này người kia, ta một lời ngươi một câu, có không ít người. Trong lòng âm lâu không có gì không thoải mái nàng chính là đầu chọc không sợ bị nắm tóc, tệ lắm thì Hoàng Thái Hậu thấy nàng không vừa mắt, khiển trách nàng vài câu rồi phạt nàng vào lãnh cung, thực ra lại là một đường ra rất hay, chỉ cần không bị phạt trưởng, nàng đều nhận hết. Nhưng nàng chỉ sợ không được như nguyện, chẳng phải đánh chó còn phải ngó mặt chủ sao. Thái Hậu không phải mẹ ruột Hoàng đế, cũng sợ mấu tử trở mặt. Trong đầu đang suy nghĩ loạn xả, quản sự từ Ninh Cung đã bước ra dẫn đường, nàng vội vã định thần bước vào phòng chính, mọi người đều đang ngồi uống trà ở phối điện tấm mảnh ngoài hiên vén lên bên trong lập tức im bặt không tiếng động nàng cúi đầu đi vào cùng vinh an hoàng hậu cảm thấy không khí rõ ràng có chút ngương đọng phải nói thế nào đây gặp mặt thái hậu cũng chẳng có gì nan giải quan trọng là đàn phi tần phía dưới này nam nhân của mỗi người ở đây đều là hoàng đế chỉ là một người long ngự một người thì chưa dù là nàng hay là vinh an hoàng hậu cũng đều có chút cảm giác ăn nhờ ở đậu người của Giai Phượng Cung và Huyết Loan Cung vốn dĩ lạc loài trong đại nội này. Thỉnh An Lão Phật gia Vinh An Hoàng Hậu hành lễ, rồi hướng tay về phía nàng, đây là bộ thị mà lần trước con đã nhắc đến với ngài, hôm nay nàng hồi cung, đưa đến đây cho Lão Phật gia xem mặt. Hoàng Thái Hậu đánh giá trên dưới một hồi, thấy nhan sắc nàng cũng không phải là quá kinh diễm, không đủ mức để hồn nhan mị chủ, liền dựa vào ghế nói, đáng thương, cũng coi như một lần gặp phải tội lớn đã treo lên vẫn còn sống lại trước nay mới chỉ nghe nói trong sách chưa bao giờ thấy ngoài đời nếu không được hoàng đế nhìn chúng thì sớm đã chết rồi lấy đâu ra chuyện hoàn dương dù sao cũng là thủ đoạn của đàn ông đám người đều hiểu rõ trong lòng chỉ là giả vờ ngoài mặt mà thôi thái hậu ra hiệu cho đỡ nàng lên người phúc hậu thế này nên được tôn dưỡng hoàng đế đón ngươi về ta thấy cũng là đúng rồi lại chép miệng cân nhắc tiên đế tân tiên khi đó ta mài miết thương tâm cũng không quản được nhiều chuyện. Lần trước hỏi cửu an, nói Thụy Hào đã ban xong, đáng lẽ không còn gì phải lo, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này, không chú ý nhiều đến vậy. Sau này cứ ấn theo lệ thai phi, hoàng hậu nên để ý chăm sóc một chút, dù sao cũng là người tiên đế để lại, cuộc sống không dễ dàng gì. Thái hậu sai bảo như vậy, mọi người không còn lời nào phản bác, theo bối phận mà nói chính là tàu tử, thậm chí còn không cần dập đầu hành lễ với hoàng hậu đương nhiệm. Âm Lâu cảm tạ Thái hậu, nạp phúc với Hoàng hậu, Thái hậu ban tỏa, nàng cũng ngồi xuống nhập tiệc. Trung thu sắp đến, đề tài của mọi người lại chuyển về chuyện ăn Tết, Hoàng hậu nói, theo lý mà nói Tiên đế băng hà chưa lâu, yến tiệc trong cung không nên làm to. Ý tứ Hoàng thượng là tinh thần lão Phật gia không tốt, vì việc này mà đã tích tụ vài tháng, nhân dịp trung thu làm lão Phật gia vui vẻ hơn. Từ nửa tháng trước nội vụ phủ đã nhận lệnh thu mua hoa cúc, hôm qua hoa đã được đưa vào kinh, đủ trùng đủ loại cái gì mà dũng tuyền, ngân châm, kim tú cầu có những loại con không biết tên, đến ngày đó sẽ được bày hết ra, lão Phật gia và hoàng tẩu ngắm trăng thưởng cúc cũng thoải mái. Vinh An hoàng hậu cười đáp, thong thả ung dung, năm nay còn mời người thân ngoài cung vào chứ. Chiếu theo lệ thường các năm, cổng cung trước sau đều được mở rộng ra, năm nay có phải là sẽ kiêng kỵ đôi chút hay không? Quá nhiều người ra vào, phải dặn cầm y vệ làm ăn cẩn thận, người đến người đi đều phải kiểm tra kỹ càng để mọi người còn được an tâm chúng ta sống nơi thâm cung không biết thế cục bên ngoài tứ cửu thành vừa vào đêm đã khóa chặt suốt hai ba tháng nay lòng người hoảng sợ ăn tết cũng chẳng yên tứ cửu thành tên gọi chung của bốn cổng hoàng thành và chín cổng nội thành hoàng thái hậu còn đang hờ hững nghe xong cũng ngồi thẳng dậy hoảng sợ nói vẫn là vì vụ án đã chết mấy chục mạng người kia ư đã bao lâu rồi đến nay vẫn còn chưa phá xong hình bộ và đô sát viện làm ăn kiểu gì không biết. Hoàng đế mới đăng cơ, bách tính lại không an ổn, người ta sẽ nói thế nào? Vinh An Hoàng hậu vội nói, việc này không thể trách hình bộ và đô sát viện, án này được giao cho Tây Sường, là bọn họ không được việc. Thái hậu là người có tuổi rồi, nghe đến những chuyện quái dị thì lông tơ dựng đứng, cao mày nói, ta biết ngay mà, một nha môn mới thành lập một tháng, tin được mới là lạ. Nếu nói về phá án, đông xưởng vẫn cứ là tốt nhất kinh nghiệm trải qua nhiều liếc mắt là biết hoàng đế là đang muốn thị uy sao tống cổ tiêu đặt ra ngoài làm cái gì mà mua bán tơ lụa mấy thứ này chỉ cần điều một người ở hộ bộ đi là được sao cứ phải là hắn tính toán thời gian cũng đã hai tháng rồi bao giờ hắn về có hắn vẫn là làm người ta yên tâm hoàng hậu cũng khuyên can hoàng đế lập uy là một chuyện thiên hạ thái bình mới là quan trọng nhất tây xưởng không làm được Sao không giao cho Đông Xưởng? Phải bắt được tên trộm kia trước ngày rằm tháng 8 để cho Bách Tính được vui vẻ ăn cái Tết, vậy mới là tạo phúc vạn dân." Thái hậu lên tiếng, Hoàng hậu chỉ đành dạ vâng đáp lời. Âm lâu lặng lặng ngồi dưới, nghe thấy tên hắn phát ra từ miệng người khác, nàng cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Từ ngày đó lên thuyền đến nay, hai người họ đã tách khỏi nhau hơn 20 ngày, không biết hắn lo liệu công chuyện thế nào, Nam Uyển Vương có còn uy hiếp hắn nữa không? khi đêm khuya tĩnh lặng liệu hắn có nhớ nàng, liệu có oán trách nàng tàn nhẫn, không bao giờ muốn gặp lại nàng, nàng lại ẩn ẩn nổi lên hy vọng, nghe ý tứ thái hậu hẳn là muốn chiêu hắn hồi tinh phá hắn, chủ trì yến tiệc trung thu. như vậy thật tốt, nàng không mong được bên nhau lâu dài, chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn một cái là đủ rồi. khi con người bước tới thời điểm không còn gì để trông cậy, quả nhiên sẽ tự hiểu ra phải biết cách hài lòng, chấp nhận, chỉ là loại ngộ đạo này là sự thỏa hiệp cùng đường thật sự khiến người ta khổ sở. Vì sao mỗ tác không tìm ra vết thương? Là bởi vì hồ yêu lấy cỏ lau cắm vào lỗ tai người ta rồi hút lấy não, trong sách đã nói như vậy. Nàng đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy một tiếng nói vang lên bên cạnh, quay đầu nhìn, đó là một gương mặt tươi trẻ xinh đẹp, đôi mắt trong veo tỏa sáng như nước hồ, khi hai tầm mắt chạm nhau, người đó thấp giọng cười nói, ta từng gặp cô, vào chợ đêm ngày đó, người đi bên cạnh hắn chính là cô. Phù đồ tháp. Holic Audio. Chương 66, Hoa tự phiêu linh. Âm lâu hoảng sợ, cố gắng ra vẻ thản nhiên nói, trưởng công chúa nhận nhầm người rồi, ta chưa từng đi chợ đêm nào cả. Hợp đức đế cơ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô đừng sợ, ta sẽ không nói cho người khác. Hắn nam hạ lâu như vậy cũng chưa từng viết thư cho ta, cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn có khỏe không? Âm lâu cảm thấy có chút kỳ quái, lần đó đụng phải hắn còn sợ đến nỗi ho một tiếng cũng không dám ở sau lưng lại hỏi thăm hắn không biết giữa hai bọn họ có sâu xa gì nàng lấy quạt tròn che miệng nói nhỏ khi ta rời khỏi nam kinh hắn vẫn ổn sau này thế nào ta cũng không biết đây chẳng phải là thái hậu muốn gọi hắn trở về sao hẳn là chẳng mấy chốc sẽ về rồi đế cơ có chút hụt hứng cũng đúng chỉ là từ sau khi trở thành đế đốc đông xưởng hắn chẳng mấy khi lui tới chỗ ta dường như đã phát hiện ra bạn mới chơi cùng cười nói, lát nữa tiệc tan chúng ta tới hoa viên đi dạo đi, trò chuyện một chút, có được không? Trong cung lòng người cách một lớp ra là đúng, nhưng cũng không cần phải như con nhím lúc nào cũng xù gai chọc người lung tung, có thể kết giao vài người bạn vẫn là tốt nhất. Đế cơ là muội muội của hoàng đế, không giống như những phi tần kia, không có xung đột lợi ích, trò chuyện hợp nhau là có thể làm bạn được rồi. Âm lâu nhoẻn miệng gật đầu, từng người đều trầm mặc, kiên nhẫn chờ bên trên cho tan. Nói chuyện phiếm xong, Thái hậu lại chiêu đãi mọi người ăn đá bào, ăn xong thì lau miệng quỳ an, mọi người sôi nổi rời khỏi từ Ninh Cung. Phía nam từ Ninh Cung có một hoa viên nhỏ, gọi là hoa viên từ Ninh Cung. Hoàng cung này tuy rộng lớn, nhưng thực ra lại chẳng có mấy nơi chơi bời, chỉ có thể đi dạo hoa viên hai đầu nam bắc với 18 cây hòe nơi cầu đoạn hồng mà thôi. Đế cờ biết nàng không khỏe, sai người đi đến thành Nhã Đình ở gần đó bố trí trước, hai người nắm tay bước ra cửa cung, vinh an hoàng hậu đi phía sau đuổi kịp cười hỏi hai muội muội muốn đi dạo sao đoan thái phi không trở về uyết loan cung âm lâu còn chưa kịp đáp đế cơ đã lẩm bẩm nói hoàng tàu còn phải làm vãn khóa ta không rủ hoàng tàu đi cùng mặt trời sắp xuống núi rồi để bồ tát chờ lâu thì không hay đâu nói xong liền kéo tay âm lâu đi vào trường tín môn âm lâu quay đầu lại nhìn thấy mặt vinh an hoàng hậu thoát trắng thoát đỏ dọa nàng vội vàng rời tầm mắt thấp giọng nói, trưởng công chúa nói vậy với nương nương sao? Chọc cho nàng ta không vui, lần tới gặp mặt sẽ ngại lắm. Hợp đức đế cơ không nghĩ vậy, ta chính là không thích nàng ta, hậu cung này không còn nằm trong tay nàng, nàng cứ xía mũi khắp nơi làm gì. Mời âm lâu vào trong đình ngồi, nàng hiền hòa nói, theo phân vị mà nói ta cũng nên gọi cô là tàu tử, gọi bằng phong hào quá xa cách, gọi tên vẫn thân thiết hơn. Ta từng hỏi thăm, biết cô tên âm lâu, sau này cô gọi ta là uyển uyển chúng ta không phân người ta nàng trần trờ liếc nhìn đế cơ vô duyên vô cơ hận làm người ta kinh ngạc nhưng vô duyên vô cơ yêu cũng làm người ta không dám tiếp nhận thịnh tình này của trường công chúa đế cơ cười khúc khích cô ở bên người hắn lâu đến vậy mà vẫn trở về nguyên vẹn chứng tỏ hắn không hề ghét cô hắn còn nguyện ý đưa cô đi chơi chợ đêm có thể thấy cô rất được hắn coi trọng nếu hắn đã coi trọng ta đương nhiên cũng coi trọng rồi hẳn đây cũng là một người dựa dẫm vào tiêu đạc, âm lâu cười nói, giao tình của trường công chúa và tiêu hán thần rất sâu sao. Nàng cúi đầu, giữa đôi mày thanh tú phảng phất sầu bi, chậm rãi nói, khi đó ta còn nhỏ, hắn làm quản sự trong cung của ta. Người này nhìn thì hiền hòa, thực ra tính tình không tốt chút nào, nói một không nói hai, ta luôn có chút sợ hắn. Nhưng tâm địa hắn không xấu, nếu ta phải chịu ủy khuất gì, hắn sẽ nghĩ mọi cách giúp ta hà giận, đối với ta mà nói hắn vừa là thầy vừa là bạn rất đáng quý nàng nâng tay áo châm trà cho âm lâu lại nói vừa rồi ta nói ta ghét vinh an hoàng hậu ta cũng có đạo lý của mình nàng ta năm lần bảy lượt muốn làm mai mối cho ta trước mặt thái hậu và hoàng thượng muốn để nàng cúi đầu giữa đôi mày thanh tú phàng phất sầu bi chậm rãi nói khi đó ta còn nhỏ hắn làm quản sự trong cung của ta người này nhìn thì hiền hòa thực ra tính tình không tốt chút nào nói một không nói hai, ta luôn có chút sợ hắn. Nhưng tâm địa hắn không xấu, nếu ta phải chịu ủy khuất gì, hắn sẽ nghĩ mọi cách giúp ta hà giận, đối với ta mà nói hắn vừa là thầy vừa là bạn, rất đáng quý. Nàng nâng tay áo châm trà cho âm lâu, lại nói, vừa rồi ta nói ta ghét vinh an hoàng hậu, ta cũng có đạo lý của mình. Nàng ta năm lần bảy lượt muốn làm mai mối cho ta trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng, muốn để ta gả thấp đến triệu gia nhà nàng ta trong lòng ta thực sự không vui nhưng chỉ bằng sức ta thì không đủ ta sợ thái hậu bị nàng ta thuyết phục chẳng may thực sự cho ta gả vào triệu ra vậy thì ta biết phải làm sao cho nên ta mong hắn thần mau trở về hắn trở về ta liền có chỗ dựa hắn thần thông quảng đại nhất định sẽ có cách cứu ta người người đều cảm thấy hắn có thể một tay che trời có mấy ai biết bất lực của hắn đâu âm lâu thở dài nói không sai người đi hỏi thăm một chút sao Chẳng may tiểu công tử Triệu gia là người tốt, há chẳng phải bỏ lỡ một đoạn duyên. Nàng lắc đầu nói nhất định không được, có lẽ trước khi Nam Hạ Hán thần đã biết trước tin tức gì, dặn dò ta không được đi đâu hết, không cần biết là ai mời cũng phải từ chối, ta đoán chừng hắn cũng không vừa ý tên Triệu Hoàn Chi kia. Chỉ cần hắn không gật đầu, người ta có tốt mấy ta cũng không gả. Âm lâu bồn chồn trong lòng, nhớ đến chuyện Nam Huyền Vương có ý đồ muốn thượng công chúa, kiềm chế hỏi hắn nói thích hợp thì công chúa sẽ gả sao, công chúa tin hắn đến vậy. Phò mã cưới được công chúa gọi là thượng chủ. Đế cơ khẽ cười, ngữ khi huyền truyền lại kiên định, ít nhất trên đời cũng phải có một người tin được, ta biết hán thần sẽ không hại ta. Người xuất thân dòng dõi đế vương, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo loại hương khí thanh hoa. Hợp đức đế cơ lại hơi khác biệt, phảng phất nhưng có một sức mạnh kinh người cất giấu bên dưới diện mạo dịu dàng, thật sự khó mà bị gọt rũa. Không biết vì sao, Âm Lâu cảm thấy có chút khổ sở thay nàng. Nam Uyển Vương từng bước bước bách Tiêu Đạc, chuyện thượng công chúa sớm muộn gì cũng phải nhắc tới, nhưng nàng không đoán được đến lúc đó Tiêu Đạc sẽ an bài như thế nào. Đế cơ chỉ là một cô nương, thế giới của nàng chỉ có đẹp hoặc không đẹp, chỉ cần Tiêu Đạc bảo nàng gả, có lẽ nàng sẽ chẳng chút do dự mà đồng ý. Nếu ngày mai hoàng thượng ban chỉ gọi Hán thần trở về, đi đường tốn chừng nửa tháng, có lẽ đến đầu tháng 8 sẽ về tới kinh thành ngón tay mảnh khảnh mân mê ấm trà phỉ thúy, mờ u bàn tay chống cằm, nàng chậm rãi quay lại ngắm hoàng hôn, bóng dáng tươi đẹp, ngòi bút khó mà miêu tả hết phong vận này. Khóe miệng cong lên, nàng nói, thực ra tuổi ta cũng chẳng còn nhỏ, đúng là đã tới lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi, nhưng mà ta không rõ vì sao, chỉ đơn giản ta là không muốn. Gả đi rồi sẽ phải rời từ cấm thành, xây phủ công chúa ở bên ngoài, hán thần lại không thể đi cùng ta, ta phải tự mình đương ra quản sự, ta sợ ta không có năng lực này. Nàng rất dựa dẫm Tiêu Đạc, âm lâu cũng đã nhìn ra. Tình cảm thiếu nữ vừa mới nảy nở, có lẽ vẫn chưa thấy rõ ái mộ. Có người chính là có loại ma lực này, dù cách xa đến mấy, mỗi khi nhớ về hắn là sẽ khiến người ta muốn mỉm cười. Lúc đó nàng còn chưa biết được bí mật kia, dù hắn là thái giám thật vẫn có thể khiến nàng thương nhớ đêm ngày, cứ như là chúng ta, một khi đã vào thì không thể ra, hẳn là đế cơ cũng cảm thấy như vậy chăng? thật là ngộ nghĩnh, hai người cùng thương nhớ một nam nhân mà lại không nảy sinh xung đột, thái bình hòa thuận, đây phải coi là gì. Nàng cúi đầu nhìn lá trà trong chén, lá trà quân sơn ngân châm lơ lửng trôi nổi trong nước trà, phiêu phiêu đáng đáng, sừng sững đứng thẳng. Một lúc sau đế cơ mới nói, lần này cô trở về, ta nghe nói là do khâm điểm lúc sau đế cơ mới nói, lần này cô trở về, ta nghe nói là do khâm điểm của hoàng thượng, nói như vậy là muốn sung cô vào hậu cung sao mọi người đều đã nhìn ra, âm lâu cười khổ, tại sao lần này ngôn quan triều thần không một ai phản bác cơ chứ? Bởi vì việc này do đông xưởng gánh vác, không ai muốn tìm đến đen đuổi. Đế cơ lắc đầu cười, quả nhiên là thanh danh quá xấu rồi, quỷ gặp cũng phải sợ, những người đó đều giận mà không dám nói. Triều đình bây giờ, quan văn tham tiền, võ tướng sợ chết, lương thần trượng nghĩa chẳng còn ai. Ta đoán hẳn là hoàng thượng sẽ sắc phong cô một lần nữa thôi biết Loan Cung cũng chỉ là ở tạm, làm hàng xóm với Vinh An Hoàng hậu, sớm muộn gì cũng chết vì phiền. Âm lâu cười đáp vài câu, sắc trời tối dần, một chút nữa cửa cung sẽ khóa, đã đến lúc nên trở về. Tẩm cung của hai người không ở cùng một hướng, đi đến hoa viên liền nói tạm biệt. Hơi nóng dịu đi khi chạm vảng, đồng vân dịu âm lâu chậm rãi trở về, khi đi qua Long tông môn thì gặp Bình Xuyên, đứa nhãi con kia tươi cười hớn hở, đi lên cong eo nói, nương nương đã về nô tài chờ ở đây nửa ngày rồi. Có việc sao, âm lầu thấy ngó thấy xung quanh không còn ai, không biết nó định dở trò gì đây. Bình Xuyên nói, nô tài chúc mừng nương nương, chủ tử gia đã lên tiếng, nói buổi tối nay sẽ đến huyết loan cung, đằng kia đã bài thiện xong xuôi. Nô tỷ tới thông báo trước cho nương nương, để nương nương về còn kịp chuẩn bị. Các nương nương khác trong cung đều như vậy, an bài hoàn hảo từ trước, dùng một chút tâm tư vào những nơi nho nhỏ, lát nữa chủ tử vui vẻ đối với nương nương cũng có lợi đối với người khác thì là chuyện tốt nhưng đối với nàng thì lại là tai họa ngập đầu nàng hoảng loạn choáng váng hỏi bình xuyên ý tứ này nghĩa là phải tàu cung sao bình xuyên nghiêng đầu suy nghĩ chuyện này nô tài cũng không biết dù sao vẫn là dùng bữa ở huyết loan cung sau đó sẽ thế nào nô tài có mấy cái đầu cũng không dám đoán mỏ thanh ý nhưng nương nương nghĩ xem nương nương là thái phi bối cung sao sao, là không thể, vạn tuế ra muốn qua lại, cũng chỉ có thể tàu cung mà thôi. Tàu cung, khi hoàng đế xử lý xong chính sự sẽ tuyên ái phi đến, bình thường nơi xử lý chính sự đều nghiêm cấm phi tần đi vào, lúc này phi tần sẽ giả dạng thành con trai, có thể giúp hoàng đế mài mực, đàm đạo nhưng không được nói về chính sự chơi cờ, làm gì đấy, vi vi. Sao sao, bối cung, phi tần cởi hết quần áo rồi được cuốn vào chăn, sau đó thái giám sẽ tới phóng phi tần đến tầm điện của hoàng đế đúng là xét đánh giữa trời quang nhanh như vậy không ai ngờ đến được đồng vân thấy chủ tử sắp đứng không vững đến nơi vội vàng giữ chặt tay nàng moi một khối bạc vụn trong ngực áo đưa qua cười nói chủ tử chúng ta trẻ tuổi da mặt còn mỏng nói thẳng quá sẽ làm nàng sợ cảm ơn ngài đã báo tin tiền này ngài cầm đi uống trà chúng ta lập tức quay về chuẩn bị nói xong thì nhanh chóng nữa đỡ nửa kéo nàng vào đường hẻm. Đối với âm lâu mà nói tin tức này chính là trời sập, trở về uyết loan cung cũng chẳng nói gì, đầu óc quay mòng mòng, một lúc sau mới cắn răng nhả từng chữ, đây là muốn bước ta đến đường cùng. Đồng Vân thấy nàng như vậy thì hoảng loạn, đè thấp giọng nói, chủ tử, đừng làm em sợ mà. Trước khi hồi cung chẳng phải chúng ta đã nói sao, hoàng thượng ngự hạnh là chuyện không thể tránh, lúc ấy chủ tử cũng đã nghĩ thông, sau bây giờ lại thành ra thế này? Đồng Vân không hiểu, nói là một chuyện, đến khi làm thật lại là chuyện khác. Nàng không biết xấu hổ mà quấn quyết lấy tiêu đạc, đó là vì bọn họ yêu nhau, dù hắn có ăn nàng vào bụng nàng cũng cam nguyện. Nhưng đổi thành một người khác, gương mặt không giống nhau, hành động không giống nhau, thậm chí mùi hương cũng không giống, nàng cảm thấy sợ hãi. Tuy nàng và tiêu đặc chưa đi tới bước cuối cùng kia, nhưng nếu nàng nhận đế hạnh, nàng sẽ có lỗi với hắn đến nhường nào ngay cả tư cách đứng ngắm hắn từ xa cũng chẳng còn nhưng nàng không mốc hoàng đế nhất quyết bắt nàng quay về liệu có phải vì đã phát hiện ra cái gì đã nổi lên nghi ngờ với tiêu đạc sốt ruột muốn nghiệm chứng muốn tiêu trừ nghi ngờ của hắn ta có lẽ chỉ còn nước cắn răng nuốt máu xuống mà thôi tình cảnh đã tới nước này dường như chẳng còn lối ra nào nữa tiêu đạc đang ở tận nam kinh mà cho dù hắn có ở kinh thành đi chăng nữa cũng chẳng thể can thiệp chuyện này. Muốn đùn đẩy thì luôn có cớ, nói nguyệt sự chưa hết, nam nhân kiêng rẻ cái này, chắc chắn sẽ không xuống tay. Nhưng mà có thể hoãn được mấy ngày. Nàng đứng đó ngẩng đầu nhìn xà nhà, trên tàu tỉnh rực rỡ hoa cỏ, thanh xà nhà bên cạnh điêu khắc hạc lộc hồi xuân và hai mươi tư hiếu đồ. Đồng Vân thấy ánh mắt nàng không đúng, vội đi lên gào to, vì phui, muốn dẫn người ta đi tìm chết sao cốt xa ra, rồi kéo nàng chạy về phía bảo tọa ngồi xuống, lay nàng mấy cái cho tỉnh thần. Người ta thường nói những âm hồn oan khuất muốn đầu thai thì phải tìm người chết thay, tử cấm thành cái gì cũng nhiều, nhưng treo cổ vẫn là nhiều nhất. Gặp chút khó khăn sẽ bắt đầu ngẩng lên nhìn xa nhà, đó là do quỷ đang dẫn hồn, dụ dỗ, dỗ người ta đi làm thế thân cho nó. Trời sắp tối hẳn, ánh mắt này đúng là khiến da đầu người ta tê dại. Đồng Vân ở bên khuyên can, chủ tử nghĩ thoáng lên, chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách chủ tử nhìn lên trên làm gì treo lên đó cũng vô ích hoàng thượng vẫn làm khó tiêu trưởng ấn như thường mà thôi âm lâu ngập ngừng cúi đầu ta không sợ em chê cười ta chỉ muốn để thân mình này lại cho hắn đồng vân khó xử nói em đi theo chủ tử lâu như vậy trong lòng chủ tử nghĩ gì em đều hiểu chủ tử trao trái tim cho một người cả đời này sẽ không có người thứ hai như vậy thật ngốc nhưng em lại cảm thấy chủ tử mới thực sự là hán tử nàng quay mặt đi cười khổ ta suy nghĩ mãi lúc này ta không thể trốn càng trốn càng hỏng chuyện sẽ không tốt cho hắn nếu không còn cách nào khác ta đành thì tầm vậy cũng coi như là trả ơn cứu mạng cho hoàng thượng sau đó đợi hai ba tháng sau chết đi rồi cũng không sợ liên lụy đến hắn đồng vân nghe xong thì cả kinh chủ tử là một lòng không muốn sống nữa ư cuộc sống đâu chỉ đơn thuần là những thứ tình tình ái ái ta còn vì cái gì được nữa vành mắt nàng đỏ lên hỗn loạn với người nhà thành như vậy trước nay ta vẫn một thân một mình sau này gặp được hắn dẫu biết không nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà kết đôi làm bạn đồng vân thấy nàng thật đáng thương cái gì mà kết đôi làm bạn còn chẳng phải là giống như cung nữ tìm đối thực sao từ cổ đã có nghĩa nô thân phận cung nữ này muốn xuất cung cũng là vô vọng dù sao cũng chỉ là như vậy tự mình phải cứng rắn lên tốt xấu giúp nàng thành toàn Đồng Vân nhìn quanh trai phải, bắt lấy tay nàng, nói, em biết chủ tử đau khổ, nhìn chủ tử và tiêu trưởng ấn lăn lộn muốn sống muốn chết, trong lòng em cũng hụt hẫng. Trước mắt vẫn còn con đường này, chủ tử có nguyện ý nghe em một lần hay không? Nhà đầu này nhiều trò vặt, âm lâu biết đầu óc nàng linh hoạt, gật đầu nói, ta nghe, em nói xem ta phải làm sao bây giờ. Đồng Vân hít sâu vài lần, nắm tay nàng càng chặt, lát nữa hoàng thượng tới dùng bữa, chủ tử cố hết sức chốt rượu cho hắn, chuộc đến khi hắn mơ mơ màng màng thì chạy ra ngoài, chuyện phía sau chủ tử đừng động, cứ giao cho em. Âm lâu nghe xong thì sợ đến ba hồn bảy vía đều bay mất, đừng nói là em muốn hành thích hoàng thượng đấy. Nào có chuyện đó, Đồng Vân cười ha ha xua tay, em còn phải nghĩ cho mẹ già ở nhà chứ. Gây ra đại hỏa, để cho cả nhà cũng rơi đầu theo sao. Vậy em định thế nào? Âm lâu cảm thấy mờ mịt, trong lòng không yên, em có ý tưởng gì thì nói cho ta, để ta góp sức cũng được mà. Đến lúc đó em sẽ dặn dò chủ tử, trước tiên chủ tử phải thật vững vàng, hầu hạ thật tốt để hắn không nghi ngờ. Không phải chủ tử muốn để thân mình lại cho Tiêu trưởng ấn sao? Đồng Vân giúp nàng vén tóc lại sau tai, thì thầm nói, em nhất định sẽ giúp chủ tử nghĩ cách. Vậy là chủ tử có thể yên lành sống sót, cũng là em đền bù lỗi lầm lần trước để chủ tử bị hạ độc. Phù đồ tháp. Holic Audio chương 67, Phương Thảo mê đồ. Âm lâu vẫn luôn cảm thấy đầu óc Đồng Vân có ích hơn nàng rất nhiều, nếu nàng ấy đã có chủ ý, vậy thì không tội gì không nghe, mọi hành động đều làm theo lời Đồng Vân đã dặn. Hoàng đế hóa trang làm chính nhân quân từ lâu quá rồi, từ nửa sau bữa tiệc đã bắt đầu nghiêng ngả, có lẽ là sai, giữ tay nàng thật chặt mà nói, thực ra chấm bước lên bảo tọa này, có một nửa là vì nàng. Chấm không phải người có dạ tâm, phụ hoàng coi thường, đến thầy dạy cũng không coi chấm ra gì, khi đó tới thượng thư phòng đọc sách, chấm chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng. Chấm cứ thiếu cân đoàn lượng như vậy mà lớn lên, sau này khai nha kiến phủ, cuối cùng cũng có địa bàn của chính mình. Hoàng huynh trở thành hoàng đế, ta không bị ngoại phóng đến đất phong, bên ngoài thì là cốt nhục thân tình, kỳ thật chẳng phải là sợ ta ra ngoài mưu đồ tạo phản sao. Lúc này tốt rồi, giữ lại ta, giữ ra thành hỏa, hắn giơ tay như cái đao chém là tà vài phát, làm thịt đứa nhãi con kia của hắn, lão tự tự mình sương vương. Âm lâu thầm yên lòng, đến lời thế này cũng đã nói ra, chứng tỏ là hắn say thật. Để cho chắc ăn, nàng lại rót thêm một chén rượu kề lên miệng hắn, chủ tử của ta anh Minh thần võ. Hôm nay vui vẻ, uống nhiều thêm mấy chén cũng không sao. Hắn mê mang nhìn nàng, không sai, hôm nay ta vui, nàng từ phía nam trở lại, chấm lâm chiều cũng không yên. Nàng mặc áo liền cổ tay áo rộng thùng thình, hắn duỗi tay tìm được nơi khuỷu tay cong cong đó, tận hứng vỗ về trên làn da mềm mắt lạnh, lẩm bẩm nói, đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề bảng vàng. Âm lâu bị hắn sờ đến sờn người, dứt khoát đứng lên đỡ hắn, thì thầm nói bên tai hắn, vạn tuế ra mệt mỏi, ngự tiền đã đưa chăn đệm đến, đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, nô tỳ dìu ngài đi nghỉ ngơi. Tay hắn không thành thật, lần mò tán loạn trên cổ trên ngực nàng, nàng hết cách, chỉ có nước cắn răng chịu đựng khó khăn lắm mới mò được đến giường trọng lượng nam nhân nặng gần như đổ sập xuống một tay hắn câu lấy nàng trực tiếp đè dưới thân hắn uống quá nhiều rượu mùi rượu tỏa ra nồng nặc rõ ràng là nam nhân tôn quý nhất trên đời hắn đến gần lại khiến nàng không tài nào chịu nổi nàng tâm hoảng ý loạn sức lực hắn quá lớn quả thật khiến nàng không thể chống đỡ hắn cúi đầu hôn lung tung âm lâu khóc không ra nước mắt vất vả lắm mới tránh khỏi miệng hắn miễn cưỡng dỗ dành Hoàng thượng đừng vội, để nô tỳ tắm rửa chút đã. Một thân đầy mùi thế này, sao có thể không biết xấu hổ mà hầu hạ Hoàng thượng. Vừa nói vừa né ra, cố dặn ra một ngữ khí là lướt, chủ tử chờ ta, một lát nữa ta về ngay. Nàng lèn ra khỏi mảnh, khi đi ra đến gian ngoài hai chân vẫn còn run rẩy. Đợi mãi mà không thấy đồng vân, đang hoảng hốt không biết làm thế nào, bỗng nhiên tấm cửa lang hoa phía sau gian mở ra, một làn hương thầm kín nhẹ nhàng khuếch tán, nàng chăm chú nhìn, đồng vân mặc xa y hải đường ngủ xuân của nàng đi tới, dáng người mạn rượu như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng tang, trong giây phút ấy âm lâu mới phát hiện thì ra nha đầu này lại đẹp đến vậy. Nhưng đồng vân đây là muốn làm gì, trang điểm thành như vậy, chẳng nhẽ là muốn thế thân cho nàng sao? Nàng chạy tới đón, thấp giọng nói, em điên rồi chắc, đây là ý hay của em. Đồng vân nắm tay nàng thật chặt, không còn cách nào khác, chỉ một lần này thôi sau đó chủ tử lập tức cao ốm, hoặc là nói nguyệt sự đến, kéo dài đến khi tiêu trường ấn trở về lại tính tiếp. Em không đáng là gì, trôn trong trốn thâm cung này chính là như vậy, dù sao cũng không ai để ý thân mình em có còn sạch sẽ hay không, em cũng chẳng cần phải thanh minh với ai. Nhưng chủ tử không giống, chủ tử có người mình yêu, không vì mình thì cũng phải vì hắn. Em hâm mộ chủ tử, có thể oanh oanh liệt liệt sống cho chính mình một lần. Đời này của em là vô vọng chỉ còn trông mong vào chủ tử mà thôi âm lâu cảm nhận được nàng đang cố giấu đi cơn run rẩy vì bảo toàn mình mà hủy hoại nàng ư sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy đây nàng sụ mặt nói không được cách này của em không thể dùng cung nữ tự tiến trầm là tội gì không cần ta nói em cũng biết ta không thể để em lôi tính mạng ra đùa em sẽ thổi tắt đèn đi hoàng thượng không phát hiện ra thì cũng không ai biết không còn kịp nữa rồi chủ tử đừng tranh với em nữa sau này không có chủ tử nâng đỡ, em biết dựa vào ai mà diễu võ dương oai. Đồng Vân Dương Dương cười nói, cũng chẳng phải lên đoạn đầu đài, sợ cái gì chứ. Chủ tử kiên nhẫn chờ em ở sao gian, chờ đến khi tiếng mõ báo canh bốn vang lên chúng ta sẽ đổi lại. Em nhờ phúc chủ tử cũng được làm nữ nhân một lần, nếu phải thủ thân đến chết, chẳng phải là bỏ phí một đời hay sao. Âm lâu mở miệng muốn nói, Đồng Vân đặt một ngón tay lên môi nàng, nhỏ giọng thì thầm, em đi đây rồi xoay người bước vào phối điện, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lá gan đồng vân quá lớn, nàng ấy sớm đã có chuẩn bị, dường như chỉ trong chớp mắt, góc áo nàng nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa, muốn cản cũng chẳng kịp nữa. Âm lâu sững sờ đứng đó, đầu óc đảo quanh lúc thì tỉnh táo lúc thì hồ đồ, đột nhiên cơn choáng váng ập đến, chân nàng không trụ nổi, ngã ngồi xuống tấm thảm đoàn sen. Ngọn nến trong điện quả nhiên đã thổi tắt, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hoa văn trên cửa, chỉ thấy nghiệp chướng của mình thật nặng, có lẽ khi chết đi sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Đồng Vân thật xui xẻo, phải đi theo một chủ tử vô dụng như nàng, chưa bao giờ cho nàng ấy được một ngày tung hoành ngang ngược, sau này nàng biết phải đối mặt với Đồng Vân thế nào. May mà khi hoàng đế đến huyết loan cung không phô trương như khi đến những nơi khác, không có thái giám chờ tính giờ, cũng không có kính sự phòng ký đương. Người trong khắp cung đều bị đuổi ra, cung điện to lớn trở nên im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ nước trên bàn hoa sen kêu tí tách. Kỳ đương, ghi chép về việc thị tầm của hoàng đế. Nàng hồ đồ mò về sao gian, ngã xuống giường nhìn trăng ngoài cửa sổ, trăng mảnh như sợi tơ nhện, lơ lửng treo trên mái đỉnh cong cong. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình cố chấp như vậy liệu có đáng giá hay không? Một đồng vân đang yên đang lành phải hy sinh vì nàng, tiêu đặc thì thế nào, hắn bận bịu ở Nam Kinh, chỉ sợ là hận nàng thấu xương thấu cốt vẫn còn chưa trở về sao? Nếu mọi chuyện vỡ lở, chờ khi hắn về đến được kinh thành, chỉ sợ nàng và đồng vân đều nằm trong cát an sở rồi. Cát an sở, nơi để xác cung quyến. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mơ màng thiếp đi, lại nghe thấy tiếng bản lề kéo kẹt, đột nhiên cảnh giác bật dậy. Đứng dậy nhìn, đồng vân loạng trọn rào bước qua ngạch cửa, nàng chạy đến đỡ, cẩn thận hỏi thăm nàng ấy còn ổn không, đồng vân nhìn nàng một cái, tựa khóc tựa cười, không ổn lắm, có chút đau. Nam nhân thật tàn nhẫn. Đồng Vân tận lực ra vẻ nhẹ nhàng, nước mắt âm lâu lại rào rạt rơi xuống, ta có lỗi với em, để em phải chịu nhục nhã như vậy. Bị tổn thương còn không được bồi đáp, lại phải lừa người ta, quá đỗi thiệt thòi cho em. Đồng Vân mèn miệng cười, chủ tử ban thưởng cho em là được, em nhìn chúng bộ cái tóc khảm triền tơ tam bảo của chủ tử, vẫn luôn không dám mở miệng đây. Khom lưng ngồi xuống, lại phải hít một hơi khí lạnh, trời ạ, à! đây chính là đóng cọc gỗ vào da thịt đau chết mất vừa nói vừa cởi xiêm y xuống dặn dò nàng chủ tử mau thay rồi chạy sang nhanh đi ước chừng không còn nhiều thời gian nữa canh ba giờ dần phải dậy chuẩn bị lên chiều nhưng nếu hoàng thượng lại muốn thêm một lần nữa chủ tử phải giả đau đau đến muốn chết muốn sống ngàn vạn lần không thể đáp ứng việc đến nước này đã là cùng đường không thể để thất bại trong gang tấc âm lâu thay xa y lặng lẽ lén quay về phối điện đèn gió dưới hiên le lói hoàng đế nằm đưa lưng về phía cửa trên người đắp chăn lụa vàng mỏng lộ ra da thịt vai lưng sáng loáng nàng hít một hơi bước chân lên nằm xuống bên cạnh hắn bắc kinh sau nửa đêm có chút lạnh thấy nửa người hắn lộ ra ngoài đành giúp hắn kéo chăn phủ lên bởi vậy mà làm hắn tỉnh giấc hắn xoay người lại ôm nàng giọng nói còn hỗn độn lẩm bẩm vừa đi ra ngoài sao giờ nào rồi âm lâu sợ đến mức không dám nhúc nhích ấp ư ừ nói, mới canh ba, vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, thì thầm như nói mê, chấm thật vui, ngày mai sẽ thương nghị với hoàng hậu, tấn phân vị cho nàng. Âm lâu hốt hoàng trột giả, chỉ sợ nói chuyện sẽ làm hắn hết buồn ngủ, lại đòi thêm một lần nữa như đồng vân đã nói, vậy thì ngăn cản sao cho nổi đây. Liền hàm hồ đáp, nô tỳ buồn ngủ, để mai lại nói sau. Hắn chỉ coi là nàng e lệ cười nói, trong người chưa khỏe còn phải hầu hạ chấm, làm khó nàng rồi. Nàng quay người đi không nói lời nào, hắn cũng không tức giận, dựa gần thêm chút nữa, đặt tay lên bầu ngực no đổ kia. Canh nằm thức dậy nàng không đưa tiễn, nằm trên giường dập đầu. Hoàng đế luôn có lòng thương hoa tiếc ngọc, kéo góc long bào tới bên nhìn nàng, ngồi trên mép giường vỗ má nàng, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, để cho thai y tới bắt mạch, đêm hôm qua bị tổn thương nguyên khí, uống mấy thang thuốc là khỏe lại thôi chấm vốn không định làm to lên, nhưng lại sợ ủy khuất nàng. Vẫn là để tính sự phòng ghi lại, không thể để nàng vô duyên vô cớ gánh chịu hư danh. Ban thưởng cũng là không thể thiếu, cứ chờ ở đây, lát nữa chấm sẽ cho nàng ân chỉ. Âm lâu không biết nên nói gì mới phải, muốn từ chối, nhưng hoàng đế căn bản là không chờ nàng há mồm, đứng lên để người ta hầu hạ ra ngoài. Hoàng thượng ngủ lại không giấu người, ngủ một giấc đến tận hừng đông, chỉ sợ lúc này cả tử cấm thành không ai không biết hắn nói cũng không sai chủ tử không thể gánh hư danh oan uổng nếu không trên dưới lục cung đều sẽ chê cười chủ tử mất tấn vị thì tấn vị thôi nếu tiêu trưởng ấn một lòng với chủ tử đừng nói là chủ tử chưa thị tầm kể cả vạn tuế ra thực sự lật thẻ bài đi chăng nữa hắn cũng không thể trách chủ tử được đồng vân ngồi đó phân tích đạo lý rõ ràng nói xong một hồi lại vòng trở về nhưng mà tiêu trưởng ấn này tuy bình thường thì hiểu rõ trái phải nhưng lúc ngang ngược thì cũng rất khó nói dù sao chủ tử cũng đừng quá ngoan cố nếu hắn nổi giận với chủ tử chủ tử cứ nói hết sự thật cho hắn nhờ hắn nghĩ cách hoàng thượng chẳng phải luôn thích mới mẻ sao không lâu sau sẽ thấy chán thôi ví dụ như kiếm mấy mỹ nữ tuyệt thế đưa vào cung bày lên trên dưỡng tâm điện chỉ sợ ngay cả lên phụng thiên điện thượng triều hắn cũng quên luôn đến lúc đó quyền phê hồng lại về tay tiêu trưởng ấn hoàng thượng bận tìm việc vui tiêu trưởng ấn bận ôm quyền ai lo việc nấy, tưởng an vô sự. Tấm lòng nhà đầu này rộng lớn bao nhiêu đây, có thể nói như thể không liên quan tới mình đến vậy. Âm lâu thiết tha nhìn nàng, nhưng sau này em phải làm sao? Cô nương đàng hoàng gặp phải chuyện thế này, ta biết em còn khó chịu hơn cả chết đi. Đồng Vân mỉm cười, em không khó chịu, đối với em mà nói thực sự là không có gì, chỉ cần chủ tử bình an, đừng đòi chết đòi sống, có thế nào em cũng chịu. Tiền đồ của em không quan trọng, chủ tử vinh quang thì em cũng vinh quang. Hơn nữa vị kia dù sao cũng là hoàng đế, không phải kẻ chân lấm tay bùn, em cũng chẳng thiệt. Khi còn hầu hạ chủ tử của ai ai cũng chê em, rõ ràng em là quan nhị gia truyền thế, những người đó có mắt không có chồng mới không nhận ra. Chờ lần tới em phải đi dạo hàm an cung một chuyến, trong đó có hai vị chủ tử em từng hầu hạ, để các cho các nàng được nhìn em một cái, em là nữ quan bên người chủ tử, em được ngang nhiên đi lại bên ngoài, còn các nàng chỉ có thể nhốt trong Phật đường ăn chay niệm Phật cả đời. Âm lâu biết Đồng Vân đang an ủi mình, càng như vậy nàng lại càng khó chịu hơn, làm nô tỳ thì có thể diện gì, phải có tấn vị mới tốt. Ta phải nghĩ cách, sớm muộn gì rồi cũng phải khai thật với Hoàng thượng, người xứng được ban những phong hào đó đáng lẽ phải là em, sao ta có thể chiếm lấy. Đồng Vân cười xòa, chủ tử của em à, đừng ngốc nghếch nữa. Từ cổ trí kim có bao nhiêu cung nữ từng được Hoàng đế lâm hạnh cơ chứ, nếu tấn cả đều được tấn phong thì chẳng phải đại loạn sao em nghe lứa người cũ trong cung nói như vậy mới càng đau khổ không ban thường còn chưa nói bị các chủ tử khác biết được sẽ bị mắng là hồ ly tinh còn phải moi mù mắt đánh gãy chân so với bọn họ em vẫn tốt hơn nhiều nàng nói rất nhẹ nhàng vẫn là tìm đường lui cho chính mình trong lòng âm lâu đều hiểu chỉ có thể âm thầm bồi thường cho những thiệt thòi của nàng dù sao các nàng có hai vẫn tốt hơn một hợp tác với nhau treo đầu dê bán thịt chó cho qua hoàng đế miệng vàng lời ngọc đã nói ra thì nhất định sẽ làm được ý chỉ từ khôn ninh cung truyền tới vào buổi trưa ngoài ban thường theo lệ thường ra còn xóa cả cái danh thái phi của nàng đi mặc kệ nàng có muốn hay không từ ngày hôm nay trở đi nàng chính thức trở thành một thành viên trong hậu cung của minh trị hoàng đế dù sao nói đến cùng vẫn là kế hôn không thể vang miệng như các phi tần chính quy được dẫu được hoàng đế nể nang đến mấy cũng không có ai đến cung nàng chúc mừng ngoài hợp đức đế cơ như vậy càng hay nàng cũng thích thanh tĩnh nàng đã xin vắng mặt buổi thỉnh an hoàng thái hậu từ sớm không đến không đi mọi người đều vui đế cơ đem đến cho nàng chút tin tức vơ vét được nói cho nàng hoàng đế khăng khăng sắc phong nàng như thế nào hoàng hậu khuyên bảo hoàng đế tạm hoãn cho nàng di cung ra sao thái hậu hạ lệnh trừng trị không cho lời đồn truyền ra tóm lại những thứ đó đều chẳng liên quan đến nàng nàng tựa vào gối trúc mà nghe, tiếng nói đế cơ như giọt nước nhỏ chảy qua bên tai, bởi vì lòng nàng đang ở nơi khác, vậy nên nàng thất thần. Hoàng thượng đã hạ lệnh, mệnh cho tiêu hán thần hồi kinh ngay tức khắc sau khi tiếp chỉ. Ngữ khi đế cơ trở nên tươi vui, nghe nói là muốn trở về thật nhanh thật nhanh. Từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, đi đường bộ chỉ hơn 10 ngày là đến. Chỉ là trời nóng, ta đoán hẳn là ban đêm lên đường, ban ngày tìm trạm dịch nghỉ ngơi, như vậy mới không đến nỗi bị cảm âm lâu âm thầm nổi lên vui mừng lại có một tia phiền muộn không nói rõ nếu bây giờ hắn trở về không biết nàng có còn can đảm đối mặt với hắn hay không lên đường ban đêm không tiện trên đường nhiều cây khô ngựa vấp ngã thì phải làm sao nàng cười nói hắn thích ra vẻ như vậy chắc chắn sẽ tức giận lắm người khác nghe được lời này chắc hẳn sẽ thấy khả nghi nhưng đế cơ là người đơn thuần nàng sung sướng gặp được tri âm vỗ tay nói, lời này không sai, thì ra không chỉ một mình ta thấy hắn thích ra vẻ. Hắn lúc nào cũng để ý từng ly từng tí như nữ nhân, phiền phức, không hợp để chung sống. Nhưng hắn là người có năng lực, người trong cung kể cả Thái Hậu cũng đều rất tin tưởng hắn. Âm lâu lặng lẽ gọi Đồng Vân lấy sợi châu ra bệnh bàn trường kết, mỗi ngày bệnh một đóa tường vân, bệnh 15 ngày, làm thành một sợi dây đeo quạt, lúc đó hắn cũng đã trở lại. Phù đồ tháp Holic Audio, chương 68, vô môn tự sầu. Án hủ yêu trong thành loạn đến nỗi không nói nên lời, người chết từng đám từng đám, càng ngày càng mơ hồ, lúc đến lúc đi như thể có ảo thuật, lại còn xuất hiện cùng một lúc ở nhiều địa điểm, vừa lộ mặt đã giết người, một đêm có thể giết đến bảy tám mạng. Hoàng đế ngồi trên càn thanh cung nổi trận lôi đình, đập bàn mắng vô tôn, lúc trước thiết lập tây sửa ngươi vỗ ngực to như pháo nổ, mở mồm ra là dùng toàn lực báo đáp ân tình chủ tử bây giờ thế nào? Nhìn trận hỗn loạn này mà xem, đây chính là Giang Sơn Đại Nghiệp do chấm cai trị sao? Án Kim Đình Năm Long Hóa đã chết bao nhiêu người? Án Hủ Yêu của ngươi còn chết thêm bao nhiêu người nữa? Hắn vung tay chỉ trỏ, sắp một trăm rồi. Để đốc tây xưởng nhà ngươi, ngoài gõ cửa nửa đêm ra gì còn biết cái gì nữa, hả? Vu tôn quỳ trên mặt đất dập đầu, chủ tử bất giận, thần chính là muốn bẩm chuyện này. Chủ tử ngẫm mà xem, trước kia vụ án này đâu phải như thế, càng về sau manh mối càng nhiều, chốc lát ở thành Nam, chốc lát ở thành Bắc, nếu không phải thực sự có yêu thuật, vậy thì đó chính là một đám. Vô nghĩa, đến kẻ mù cũng nhìn ra chuyện này, còn cần ngươi phải nói. Hoàng đế tức giận phập phồng, án đã tuyên rồi, ít nhất ngươi cũng phải đem một nắm lông cáo lên cho chấm nhìn một cái chứ hả? Cái đồ phế vật nhà ngươi, không làm được việc còn có mặt mũi gặp chấm sáng nay Uyết Loan Cung truyền lời tới nói nửa đêm hôm qua đoan phi đi tiểu đêm còn nhìn thấy có bóng người lướt qua trước cửa sổ, bị dọa đến mất hồn, bây giờ còn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường kia. Hồ Yêu đã vào đến đại nội rồi, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi. Nói xong thì hằn học tung chân đá một cái, trong chiều có bao nhiêu đại thần dân sơ tố cáo ngươi, ngươi có biết hay không? Chấm còn chờ ngươi chế hành, chế cái quỷ sứ. Người có biết người ta nói thầm với nhau ta không biết làm chính sự, người có biết tội hay không? chế hành, hai bên hình thành một loại chế ước bảo chỉ trạng thái cân bằng lẫn nhau. Đường đường đế đốc Tây Sường bị đá cho lăn lóc đầy đất quả thực khó coi, Sùng mậu rụt rè đi lên bẩm lời, vạn tuế ra, vừa mới có tin tức truyền vào cung, nói tiêu đạp đã nam hạ trở về. Hoàng đế nghe xong thì vui vẻ, chỉ mới 10 ngày, về nhanh như vậy. Sao còn chưa tiến cung phục chỉ? Sùng mậu nói, về đến phủ liền nằm bẹp, nói là chúng nắng không dậy nổi, thái y đã tới khám, bảo rằng đầu đau đến phát hoảng có lẽ sẽ không vào cung được hoàng đế chắp tay sau lưng ngẩng cổ nhìn tào tỉnh trên trần đang yên lành vừa vào kinh đã nằm bẹp ngay cả phục trì cũng không nổi xem ra là trong lòng tiêu đạp này không thoải mái cố ý nhân thời cơ làm bộ làm tịch đi bị thu mất quyền phê hùng lại thấy triều đình có ý trọng dụng tây xưởng bây giờ tây xưởng không được việc cần hắn ra mặt hắn lại giả bệnh làm kiêu chỉ sợ còn phải đích thân tới cửa dỗ dành hoàng đế nghĩ rất thoáng, đây là chuyện tạo phúc muôn dân, cần cúi đầu thì cúi đầu vậy. Trạng vạn cùng ngày hôm đó liền đi tới phủ đề đốc. Nói là khôi phục đông sưởng, thực ra cũng chẳng có gì, đông sưởng vốn dĩ không nhàn rỗi, chẳng qua chỉ là khoanh tay đứng nhìn, thuộc hạ cũng làm qua loa cho xong mà thôi. Hoàng đế biết lúc này cần thiết phải ra vẻ nhượng bộ một chút, nói vài câu tốt đẹp an ủi người đang nằm trên giường bệnh, tỏ vẻ hán thần là giường cột nước nhà, cho dù mây gió biến ảo thế nào cũng không có ai dao động được địa vị của Đông Xưởng đối với đại nghiệp. Người trên giường bệnh vẻ mặt ảo não, tựa người vào gối, mái tóc đen tựa sa tanh tuôn dài từ giường bát bộ phủ xuống, liếc nhìn hoàng đế một cái, thở dài nói, "Hoàng thượng giá lâm, thần hoảng sợ vô cùng." Thần đối với chủ tử một lòng trung can, cho dù người khác khinh bỉ thần, báng bổ thần, chủ tử tin lời dèm pha mà nghi ngờ thần, thần vẫn tận lực làm tròn phận sự. Hôm nay chủ tử nói lời này nghĩa là vẫn không tin được thần, thần có biện giải cũng chỉ uổng công. Những mong hoàng thượng cân nhắc, nếu thần có tâm tư khi quân, nào có chuyện sẽ gấp gáp chạy như điên mấy ngày mấy đêm từ Nam Kinh trở về. Nói xong lại sâu kín thở dài, nói một ngàn một vạn, đều là do thân thể này của thần không biết cố gắng, nay chủ tử đã đến rồi, cho dù có đánh thần thành cái đinh, thần cũng sẽ dùng toàn lực trả lại thái bình cho hoàng thượng. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng hắn sẽ thuận thế leo lên không ngờ lại dễ dàng thả lòng như vậy tức khắc cảm thấy lúc trước tự mình suy đoán đủ điều không được quang minh lỗi lạc cho lắm hắn ngồi trên mép giường vỗ vỗ đầu vai tiêu đạc hắn thần nói vậy lòng chấm rất an ủi không đơn thuần chỉ là chấm, ngay cả thái hậu lão phật gia cũng một lòng tín nhiệm ngươi Chấm thiết lập tây xưởng vốn là vì không đành lòng nhìn ngươi mệt nhọc quá mức muốn để tây xưởng giúp ngươi phân yêu gánh nặng trên vai ngươi có thể nhẹ đi đôi chút ai ngờ cái thứ vô tôn kia vô dụng cuối cùng vẫn là phải để đông xưởng ngươi tới giải quyết trung thu đang cận kề thái hậu tâm địa bồ tát không đành lòng để bách tính phải ăn tết trong lo lắng đề phòng chấm mong ngươi có thể bắt được kẻ tội phạm trước tết trung thu chấm có cái để bẩm báo trước mặt mẫu hậu vụ án tây xưởng mất 3 tháng không phá được lại yêu cầu đông xưởng làm thỏa đáng trong nửa tháng nếu không làm được chỉ sợ đến lúc đó danh tiếng của đông xưởng còn chẳng bằng tây xưởng hoàng đế có tính toán của mình dặn dò qua loa vài lời thì đứng lên, đang định đi thì nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói, từ khi đoan phi thủ lăng đã được ngươi chăm sóc, cuối cùng cũng hoàn chỉnh trở về bên chấm. Chấm đã sách phong nàng một lần nữa, những tên môn quan kia một mực đòi chấm thu lại ý chỉ, chấm đường đường là thiên tử, thích nữ nhân còn phải để bọn họ khua tay múa chân hay sao, coi chấm là cục bột phòng. Dù sao ngươi cũng đã giúp chấm, chấm đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến lúc án hủ yêu có kết quả sẽ ban thường cùng một thể tiêu đạc không một gợn sóng, dãy dụa xuống giường dập đầu trên nền gạch xanh, tạ hoàng thượng ân điển, vi thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đi rồi, tiếng bước chân lục cuộc ngoài sân. Tào xuân áng tiễn giá xong thì bò dậy nhìn, thấy cha nuôi nó quỳ ở đó không dậy nổi, vội đi lên nâng, thấp giọng nói, trước đó cha nuôi không cho truyền lời, con và các đương đầu cũng không dám hồi bẩm lão tổ tông hầu tầm. Ngày hôm sau hoàng thượng lập tức hạ lệnh tông nhân phủ tạo sách phong. Hoàng hậu ban ý chỉ, đoàn thái phi tấn vị đoan phi tạm thời ở lại uyết loan cung nói là vì thân mình nương nương không khỏe không nên di chuyển nhiều và miệng tào xuân áng còn chưa nói xong hắn đã gào to quên hết lời ta dặn rồi hay sao đã nói không được hỏi thăm tin tức nàng ai cần ngươi lắm miệng tào xuân áng sừng sốt không còn cách nào tự dơ năm ngón tay tát lên mặt mình vừa tát vừa nói ai cho ngươi tự tiện dám nói bậy trước mặt cha nuôi chuyện của nương nương không liên quan đến cha nuôi, nói bao nhiêu lần còn không nhớ, tát chết cái miệng rộng, ai cho ngươi ngứa lưỡi. Đương nhiên tát cũng chỉ là tiếng sấm thì to hạt mưa thì nhỏ, vừa tát vừa nhìn sắc mặt cha nuôi, thực ra thần sắc hắn cũng chẳng có gì khác biệt, trở lại trước án thư thu dọn bút tiếp, ngón tay dài mà trắng mơn trớn thân bút, dùng khăn tay sa tanh thấm nước trên ngòi hai cây bút lông hồ châu, bước đến bàn trang điểm cầm lấy cái lược sừng tê giác, đứng lại trước hương trải đầu. Tóc hắn dài chừng đến eo, phất phơ rũ sau người cửa sổ mở hé một nửa có gió từ bên ngoài khẽ thổi vào tóc nhẹ bay cùng xa y dáng vẻ tuyệt đại phong hoa lẫn chút buồn sầu thật sự khiến người ta không dám làm càn tào xuân áng ngắm đến ngây người quên cả động tác trên tay cha nuôi để con hầu hạ cha nuôi trải đầu hắn liếc nhìn qua mặt gương không thèm để ý đến chỉ nói vừa rồi hoàng thượng nói gì ngươi cũng đã nghe thấy đi truyền lệnh cho mấy đương đầu phía dưới hai ngày nay phải hành sự thật cẩn thận làm thêm hai vụ nữa rồi từ từ thu lưới. Còn về kẻ tội phạm thật sự kia, lúc nào cũng phải theo sát, để à ta lắc lư ở ngoài nhiều thêm mấy đêm, đến cuối cùng bắt được, mọi tội lỗi đều tính lên đầu à. Tất cả người chết trong trận này đều là người dân bình thường, hoàng thượng mà không giao vụ án lại cho đông sường thì không biết sẽ chết thêm bao nhiêu nữa. Còn may cuối cùng cũng giao lại, lăn lộn mấy ngày là xong việc. Tào Xuân Áng thưa vâng, lén lút liếc hắn, vậy con đi đây, cha nuôi đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn ừ một tiếng, ghé sát vào gương nhìn kỹ nốt rồi mới xuất hiện trên mặt, nằm ngay nơi đuôi mắt, vậy mà lại là một giọt lệ trí. Cái lược trên tay kêu lên, răng rắc, gãy thành hai, hắn vứt xuống bàn trang điểm, lấy một cái châm ngọc ra búi tóc lên. Tấn vị, bởi vì thị tẩm, hắn không thể nói rõ mình đang nhớ nhung cái gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ, thế rồi lại dâng trào chua sót từng chút một, mắc kẹt ngay cổ họng dường như sắp bóp ngạt hắn đến nơi. Hắn nhắm mắt lại, gồng mình hòa hoãn thật lâu, giữa đêm khuya yên tĩnh này, trống rỗng vô vị biết bao. Hắn bồi hồi bước ra hành lang trước cửa, không tự chủ được mà đi về phía hậu viện. Khi đi qua khóa viện lại vòng đến ngắm cây hoa lê kia, hoa đã tàn hết, quả lớn quả nhỏ chĩu chịt đầu cành. Hắn thẳng thốt nhớ ra ngày cùng nhau ngắm hoa không phải là ngày hôm qua nữa, đã vài tháng trôi qua rồi. Cùng đăng đỏ rực vẫn treo ở đó, thứ được chiếu sáng chẳng còn là hoa tươi từng cụm, mà là mù mả của phồn hoa đã qua. Hắn đứng lặng, có chút hoảng hốt, trong mắt mông lung thấy nàng đứng dưới tàng cây, váy trăng áo trắng búi tóc địch, không xoay người lại, chỉ là ngẩng đầu ngắm nhìn. Hắn ngỡ ngàng lùi về sau, thối lui đến ngoài cửa thủy hoa, chẳng còn dũng khí đi qua tiểu viện nàng từng ở nữa. Hắn ủ rũ quay về phòng ngủ, nằm liệt xuống cái giường sát cửa sổ. Trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng, hắn luôn có năng lực này, khi thương tâm đến một trình độ nhất định thì sẽ quên hết đi mọi thứ, chỉ cần không nhìn thấy là có thể làm như trước đây chưa từng có bất cứ điều gì phát sinh. Nhưng mà nàng đã thị tầm rồi, mấy chữ này liên tục phình to lên trong đầu hắn, hắn không hiểu nổi, sao nàng có thể chấp nhận để nam nhân khác hôn nàng, vuốt ve nàng. Hắn vẫn nhớ rõ nàng cuộn tròn nằm bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, khi ngủ mơ cũng là cười ngọt, giờ đây nàng nằm bên người khác. Có phải vẫn ngây thơ chất phác như vậy hay không? nàng liệu có đang đau buồn khổ sở thực ra nàng là đồ không tim không phổi vẫn luôn là như thế một nữ nhân như vậy đốt lên một ngọn lửa rồi bỏ chạy mất hắn nỗ lực ép xuống nỗ lực quên đi có lẽ do thời gian vẫn chưa đủ dài nghe thấy tin tức này hắn vẫn cảm thấy hận nàng đến tận xương tùy vào cung có nghĩa là phải hầu hả hoàng đế hắn biết sẽ không thể nào tránh được hắn không phải là hận nàng thừa hoan dưới thân người khác là hận nàng trốn tránh nếu ngày đó ở lão quân đường nàng xuống thuyền, ngày hôm nay đã không phải là tình cảnh này. Nhưng dẫu hắn suy sụp đến tột đỉnh, đối với nàng mà nói lại là đường ra tốt nhất. Trở về quỹ đạo cũ, không cần lo lắng đề phòng, chỉ cần dần dần quên đi là được. Hắn lại mờ mịt đứng dậy, mở bảo dương vẽ hoa văn phúc thọ, nhặt từng đôi từng đôi giày bên trong ra. Đây là giày trước khi đi nàng đưa tàu xuân áng, thì ra nàng luôn lén làm nhiều đến vậy, ngại ngùng không muốn giáp mặt đưa cho hắn quả nhiên chẳng phải dấu hiệu tốt, làm càng nhiều lại chạy càng xa. Không muốn nhìn lại nữa, hắn ném hết giày vào, gọi Trương Tố đến, bảo hắn đem cái dương kiếm chỗ đất hoang thiêu hủy, từ đây kết thúc sạch sẽ. Hắn không muốn thấy nàng, nhưng âm lâu ở nơi đó đã biết được tin tức hắn trở về. Vừa rồi em đến dục đức cung đưa bánh đậu cuốn lại gặp được người của tư lễ dám đến. Thái Xuân Dương bê một cái hộp sơn hoa, bên trong có một bộ tiểu trâm ngọc mỡ dây hoa nhài cùng mấy cái quạt đàn hương, tiểu thái giám bên cạnh còn sách theo một đôi sóc, nói đây là tiêu trường ấn hiếu kính trưởng công chúa. Đồng Vân đi lên đỡ nàng ngồi dậy, đè giọng nói, em đã hỏi thăm rồi, hắn vào cung từ sáng sớm hôm nay, đang ở trong trị phòng trường ấn ở phía nam hoa viên từ Ninh Cung. Nàng nghe xong cửa quậy xuống giường, bởi vì muốn giả bệnh trước mặt hoàng đế, suốt 10 ngày qua vẫn không hề đi lại, nằm đến nỗi hai cái đùi nhũn ra hắn đã trở về, nàng lập tức nhìn thấy hy vọng, ít nhất hắn còn ở gần, nàng nhất định có thể gắng gượng kiên cường. Hắn ở chỉ phòng trưởng ấn, nàng lê giày bước đi, chúng ta đến hoa viên đi dạo, chắc chắn sẽ gặp được. Đồng Vân khuyên nhủ nàng nghĩ lại, mới bẩm báo lên trên bị hồ yêu dọa hết hồn, vừa thấy hắn về lại lập tức hoạt bát, há chẳng phải vội vàng để người ta nắm tóc sao. Vậy phải làm sao mới gặp được hắn đây? Nàng thực nôn nóng, giọng nói gần như biến thành nức nở ta không nhịn được ta không nhịn gặp hắn được nữa đồng vân nghĩ ngợi nói cứ vậy đi chủ tử ở yên trong phòng đừng đi đâu hết em lấy danh nghĩa chủ tử đến ngự tử phòng khi đi qua tư lễ giám sẽ lén lẻn vào gặp được tiêu trưởng ấn em sẽ nói thân mình chủ tử không tốt mời trưởng ấn qua đây nhìn một gái đây là cách tốt âm lâu gật đầu không ngừng ta nghe em ta không đi đâu hết ta chờ tin em đồng vân dạ một tiếng lại đỡ nàng nằm xuống, tự mình bung ô đi ra khỏi huyết loan cung. Dọc đường đi gặp mấy người quen, Dương Lược Bác hỏi nàng, chỉnh cô cô đi đâu thế, nàng ủ ê mặt mày nói, nương nương chúng ta lại sốt, không hạ nhiệt được, thái y dặn dò lấy rượu mạnh sát vào lòng bàn tay bàn chân, ta đến ngự tử phòng lấy một ít rượu thiêu đao tử. Đáp lấy lệ cho qua, cứ như vậy đi đến chị phòng trường ấn. Quay đầu nhìn xung quanh, mấy công giám mặc lãnh sam quỳ hoa bẩm báo xong đều lùi ra nàng nép một bên tránh đi lại xoay người nhìn đột nhiên có một bóng người quen thuộc đi qua nàng suýt chút nữa đã gọi thành tiếng vội vàng bưng kín miệng cụp ô chạy vào cửa mới đi đến góc đường thì người bên trong đã phát hiện ra nàng cũng không nói lời nào cứ như vậy lạnh mắt nhìn không biết thế nào tóm lại là cảm thấy sẽ không thuận lợi bộ dạng hắn chẳng chút thân thiện giống y hệt như lúc còn chưa quen biết nàng to gan đi tới cong chân tồn an hành lễ đốc chủ hắn hờ hững gật đầu, việc gì? Đồng Vân đột nhiên phát hiện không biết phải nói gì, trong lòng nhảy thoát bình bịch, ngập ngừng nói thân mình nương nương không khỏe. Người đi nhầm chỗ rồi, hắn hất cầm về phía tiểu thái giám đứng hầu trước cửa, mang nàng đến thái y viện. Nói xong cũng không muốn dây dưa nhiều nữa, quay lưng tránh đi. Phù đồ tháp Hồ Lích Audio Chương 69, Mai Ngụy Trùng Trùng Đồng Vân trở về, mặt mày ủ ê như đưa đám, ngồi xuống ghế con lẩm bẩm chủ tử, tiêu trường ấn gạt phát em sang một bên rồi. Em nói chủ tử bị bệnh, hắn lập tức bảo em đi tìm thái y, xem ra hắn đã suy nghĩ cẩn thận, sau này không có ý định lui tới nữa. Dường như âm lâu đã đoán được kết cục này, nghe xong cũng chẳng có phản ứng lớn lao gì, dựa vào thành giường gật đầu, hắn làm rất đúng, nếu đến lại càng tệ hơn. Thực ra em vừa đi ta liền có chút hối hận, chỉ là tin hắn trở về làm ta vui đến hồ đồ trước đó đã tính toán xong lại quên hết sạch không nên đến tìm hắn nữa nàng chậm rãi trượt người xuống thằng tắp nằm đó để hắn biết ta còn lưu luyến sẽ khiến hắn khó xử có lẽ vì biết ta thì tẩm cho nên hắn đã chết tâm rồi như vậy cũng tốt tự cấm thành lớn như vậy muốn tránh khỏi một người cũng không khó đồng vân ta sẽ không thương nhớ những thứ không nên thương nhớ nữa chỉ là tội nghiệp em phải thế thân cho ta lòng ta băn khoăn. Chờ lần tới hoàng thượng đến, ta sẽ nói cho hắn người lần trước thì tầm chính là em, cầu hắn cho em một danh phận, ta không thể để em tiếp tục phải chịu oan chịu uổng. Đồng Vân nghe xong thì quỳ xuống trước giường nàng, em biết chủ tử cảm thấy em bị bạc đái, một lòng muốn bồi thường cho em, nhưng chuyện này không thể để lộ ra, phải nuốt vào trong bụng. Chủ tử nghe em nói, đừng nhìn sóng yên gió lặng trước mắt mà lơ đáng, một khi sự việc bị vạch trần, những người đó hóng hớt xem trò vui bỏ đá xuống giếng là chắc chắn. Các nàng sẽ dùng sức mà dẫm đạp lên chủ tử, vì ở trong giai phượng cung kia cũng đang nhìn, kiểu gì cũng muốn gây hỏa cho chúng ta. Em có chết cũng không sao, chỉ sợ bên người chủ tử không còn một người biết nóng biết lạnh, sẽ bị các nàng áp bức đến không thể dậy nổi. Chủ tử có thương em không? Nếu là thật lòng thương em thì tuyệt không hé răng, đã nhớ chưa? Hai mắt âm lâu đẫm lệ, bỏ nhanh đến ôm lấy nàng, Nước nở nói, ta hại em vô duyên vô cớ phải hy sinh, sớm biết sẽ thành thế này, buổi đêm hôm đó ta đã tự mình thì tầm, vậy thì đã chẳng liên lụy đến em. Ta cảm thấy mình đang lạc trong một vòng tròn, tìm mọi cách chạy thoát để rồi cuối cùng trở về chỗ cũ. Không ngừng dẫy rủa không ngừng hại người, ai đến gần ta cũng phải chịu xui xẻo, ta là cái đồ sao trồi. Nói ngốc, Đồng Vân lau nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng an ủi, chủ tử tự mình tính xem, từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, chủ tử từng hại ai chứ? Con người sống trên đời luôn có những lúc thân bất do kỳ, chưa nói chúng ta, ngay cả hoàng đế trên càn thanh cung, thái hậu trong tử ninh cung, ai mà không có chuyện phiền lòng. Chủ tử tiến cung làm phi tử, là chính chủ tử nguyện ý sao? Em thì khác, được thay chủ tử là vinh quang của em, tự em thấy rất vui. Em lập được công, sau này chủ tử nhất định sẽ đối xử tử tế với em, dù có làm nô tài cũng là nhất đẳng, chủ tử nói xem có phải hay không chủ tử nghĩ em không có đầu óc mới đưa ra quyết định này sao thực ra em cũng có tư tâm nào có ai không tính toán cho chính mình cho nên chủ tử đừng để chuyện đó trong lòng đã qua rồi thì quên đi thôi chỉ là chủ tử phải nghĩ kỹ con đường về sau nên bước đi thế nào không thể tiếp tục như thế này mãi được vốn dĩ cho rằng tiêu trưởng ấn quay về là chúng ta được cứu ai ngờ hết đằng trông cậy được chúng ta đành dựa vào chính mình thôi em nói câu này có thể chủ tử không thích nghe thế đạo này có ai rời xa ai mà không thể sống trước kia chưa có tiêu trưởng ấn chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt ở càn tây ngũ sở hay sao bây giờ gặp được một tên nam nhân liền ngốc luôn rồi hắn chẳng qua chỉ là đẹp hơn người khác một chút trong túi có nhiều tiền một chút thế thôi có cái gì khó lường hắn không gặp chúng ta chúng ta tự sống thật vui cho hắn nhìn để hắn khó chịu chết đi âm lâu hít sâu một hơi gật đầu đồng ý không dây dưa với hắn nữa là muốn tốt cho hắn lần trước ở lão quân đường không rời thuyền là ta đại nhân đại nghĩa, nếu không lúc này hắn đang mệt mỏi đối phó với triều đình kia. Hắn không nhiệm tình ta thì thôi, lại còn oán ta, nàng nhếch miệng, nữ tử đa tình phụ hán tâm, đúng không? Không sai, đồng vân gật đầu như giã tỏi, chúng ta không phụ trời không phụ đất, hắn không hiểu rõ là chuyện của hắn, từ nay chúng ta phủi tay mặc kệ. Nhưng mà chủ tử, từ, từ ngày đó đến nay chủ tử vẫn luôn cao ốm, hoàng thượng đã đến vài lần cũng không làm gì chủ tử, em cảm thấy cứ đùn đầy mãi cũng không xong, chủ tử không thể giả bệnh cả đời, lần tới mà lật thẻ bài thì làm sao đây? Lần trước hắn sai em còn có thể thay chủ tử, nhưng nếu hắn tỉnh thì không thể. Âm lâu nói, sẽ không có lần hai, trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài, ta nên thu hồi tâm tính sống những ngày đứng đắn. Tiểu tài nhân của tiên đế, đoan phi của đương kim thánh thượng, mệnh của ta là phải ở trong cung. Em yên tâm, Ta sẽ sửa lại kịch bản, trước khi thì tầm ta sẽ dùng hết thủ đoạn lấy lòng hoàng thượng, nói cho hắn lần trước hắn uống say cường hạnh em, chúng ta lại lừa hắn một lần nữa, cầu hắn cho em một lời công đạo. Chỉ cần hắn tấn vị em, cục đá lớn trong lòng ta cũng được bỏ xuống, sau này không cần nam nhân gì hết, chúng ta tự do tự tại ở lại Uyết Loan cung làm bạn. Nói đến là hớn hở, như thể sắp thành sự thật đến nơi, thực ra trong lòng nàng vẫn luôn đầy dẫy vướng bận chuyện này qua đi lại phát bệnh một trận, rốt cuộc độc ô đầu vẫn chưa giải sạch sẽ, lại thêm thương tâm quá độ, quả nhiên một lần nằm xuống lại là 7 tám ngày, phát sốt đến nỗi mê sảng, làm đồng vân cuống quýt xoay vòng. Hoàng đế rất tốt, mấy ngày liền đều đến huyết loan cung thăm hỏi, sau đó thấy tình hình không ổn, đơn giản là ở lại không đi nữa. Phê hùng và dâng tấu trên chiều đều tạm dừng, chỉ hoãn hai ngày không được, cuối cùng đã chịu nhà ra để tiêu đạc tạm quản, còn mình thì một lòng một giả chăm sóc người bệnh. Đây là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, tiêu đặc không muốn thấy nàng, nhưng lại không thể không gặp hoàng đế, hắn phải tới bẩm báo chính vụ, vẫn là bước vào huyết loan cung. Khi đồng vân bưng thuốc tiến vào, hắn đang đứng trong điện chờ gì. Cách nhau chỉ một tấm màn trúc, tuy không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong, lại vẫn có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện. Chủ tử vẫn luôn ở đây sao? Giọng nói nàng thật yếu, thậm chí còn chẳng bằng khi ở Nam Kinh. Nàng thờ hồn hình đầy hoàng đế, trước mắt đều có người hầu hạ, chủ tử đến xem một cái rồi đi là được. Ta khỏe một trận ốm một trận, không biết còn muốn liên lụy đến bao giờ. Ngài trông chừng thế này tội lỗi ta quá lớn. Hoàng đế nói, nàng đừng nói, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Còn không phải là bị hoàng sợ sao, chấm là cửu ngũ chi tôn, so với mấy vị bồ tát kia còn có tác dụng hơn. Nàng sợ hãi thì ôm chấm, chấm sẽ chắn cho nàng. Nàng thở dài thật dài, dùng sức nắm chặt tay hắn, tấm lòng này của chủ tử, ta có nghiền thành phấn cũng không báo đáp được. Đừng nói linh tinh, hoàng đế giúp nàng gạt tóc mai trên trán, tâm tình thoáng đáng thì cái gì cũng tốt, cứ chọn việc vui mà nghĩ, nghĩ xem muốn ăn cái gì, nghĩ xem mặc xiêm y kiểu dáng gì, ngày mai chấm sẽ cho người đem lên. Chờ nàng khỏe lên chấm sẽ bồi nàng ra ngoài, đến chùa đại giác tế thần chuỗi hạt dai nam kia của nàng chưa được khai quang phải không? Để lên bệ thờ niệm mấy vòng kinh, sau này mang theo Phật quang, không quỷ thần nào dám đến gần nàng nữa. Tiêu đạc nghe thấy chuỗi ngọc sai nam được nhắc đến thì chấn động trong lòng, hắn vẫn nhớ rõ là ngày đó dạo chợ đêm tùy tay mua cho nàng, không ngờ nàng vẫn mang theo bên người. Hắn đã hạ quyết tâm không muốn thấy nàng, nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm nàng, hắn liền có chút không chống đỡ được cảnh tượng trước kia lần lượt vụt qua trước mắt như chiếu bóng nàng trúng độc hắn ở bên một tấc không rời ngũ tạm thiêu đốt giờ đây người ở bên đã đổi hắn chỉ có thể đứng cách mành mà nghe bởi vì không được gọi đến thì không có tư cách bước vào mờ mịt đứng đó rèm mi buông xuống biểu cảm và tư thế đều khống chế rất tốt nhưng chẳng ai biết được bên trong hắn đã mục ruỗng cả rồi nhẹ nhàng thọc một cái là đổ sụp đồng vân đứng bên cạnh nhìn suốt nửa ngày hắn cũng không phát hiện ra nàng không khỏi thở dài, ngoài miệng lợi hại hơn nữa thì cũng có ích gì, có bản lĩnh thì đã không nhớ thương. Rõ ràng là không nỡ buông tay, ấy thế mà cách sơn vọng hải không thể đến bên nhau, thật sự là quá khổ. Nàng đi qua nhún chân hành lễ, nghĩ thầm nếu hắn muốn nói gì đó thì nàng có thể giúp hắn truyền lời, cho dù là hỏi một câu bệnh tình nương nương thế nào cũng được. Đáng tiếc không có, hắn cứ đứng lặng im, làm bộ như không thấy nàng. Nàng chỉ đành vòng qua tấm mảnh buông đi vào, cửa sổ phía tây mở hé ánh sáng bên ngoài xuyên vào qua khe hờ mảnh trúc trên nền gạch xanh phủ kín từng cụm hoa văn vạn tuế ra chủ tử tới giờ uống thuốc rồi nàng bưng cay khay trà sơn son tới khi nô tỳ đến thì thấy tiêu trưởng ấn đang chờ ở bên ngoài hẳn là có việc cần bẩm hoàng đế chị ừ cũng chẳng vội vã bưng lấy chén thuốc định tự tay bón cho nàng âm lâu lắc đầu chính sự quan trọng đã có đồng vân ở đây để nàng hầu hạ là được lúc này hoàng đế mới gác chén xuống vất áo bước ra khỏi điện hắn đã ở ngay bên ngoài muốn gặp lại không thể gặp trong lòng đau đớn như có dao cắt âm lâu ngây ngần tựa vào cái gối hì thước đăng chi không dám hỏi đồng vân sợ sẽ bị người bên ngoài nghe thấy chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi vẻ mặt đồng vân bất đắc dĩ đỡ nàng lên cho nàng dựa vào mình ghé vào bên tai nàng nói nhỏ hắn vẫn ổn vạn tuế ra trả quyền phê hùng lại cho hắn chủ tử đánh bừa mà chúng lại giúp được hắn một tay. Đây chính là có mệnh vượng phu, nếu có thể yên bình bên nhau thì thật tốt. Nàng vui mừng, khóe môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt, xem ra là bệnh đến đúng lúc, vạn tuế ra muốn chân an hắn cũng cần có một cái cơ hay. Lần này lấy quyền phê hồng về, Tây Sưởng cũng không có gì đáng lo nữa. Yêu một người, không có lúc nào không muốn vì hắn mà tính toán. Đồng Vân đột nhiên cảm thấy chủ tử của nàng là người đáng thương nhất, nàng yên lặng chịu đựng nhiều đến vậy, biết bao tơ tưởng ngày đêm, biết bao lo lắng hãi hùng. Nàng không được như những phi tần có gia tộc chống lưng, thân cô thấy cô, hai bên đều là vực thẳm, chẳng có gì trong tay hết. Âm lâu tựa vào vai đồng vân uống thuốc, lặng lặng nghe bên ngoài nói chuyện với nhau, nghe được tiếng của hắn, trong lòng nàng bất giác lắng động. Hắn bẩm báo chuyện đông sường truy bắt hồ yêu, hao tổn tâm cơ cỡ nào, liều mạng nguy hiểm ra sao, cuối cùng cũng hoàn thành. Cha hỏi ra mới biết được nữ nhân kia không phải hồ yêu thật, chỉ là biết chút pháp thuật tiểu nhân, có thể cắt một người giấy ra rồi làm nó tự đi lại, thổi một hơi vào còn có thể biến ảo thành hình người. Còn về vì sao lại hại người, nàng ta nói không phải vì tiền tài, chỉ muốn tìm một người yêu, nhưng không một ai không mơ ước sung mạo nàng ta, đều muốn đưa nàng ta về làm tiểu thiếp. Sau đó không còn gì đáng nói, lòng tin của nàng ta đều bị phản bội, có ý đồ chạy thoát bị đương đầu đông xưởng một đao chém thành hai đoạn. Hoàng đế nghe xong thì mừng rỡ, nan để bối rối lâu đến vậy đã được giải quyết, quan trọng nhất là đại yến trung thu có thể cử hành long trọng, đây là thịnh yến đầu tiên từ sau khi hắn đăng cơ, không còn ưu tư lo lắng là có thể tận tình tìm vui. Hán thần quả nhiên là phúc tướng của chấm, có người ở đây, giang sơn đại nghiệp của chấm vững như thành đồng. Hoàng đế khen ngợi một hơi, tham quan tiến chức chứ chẳng chơi âm lâu ngẩng đầu nhìn đồng vân cười đến là mỹ mãn vậy là quá tốt rồi hoàng đế sẽ ngày càng tín nhiệm hắn giống như trở lại những năm long hóa hắn làm vua đứng của hắn không có khó xử không có khổ ải tận tình hưởng thụ huy hoàng còn mình thì sao vô thành vô tức sống trong hậu cung thi thoảng lại nghe được tin tức của hắn nghe được tên hắn từ miệng người khác thốt ra đã là quá đủ ta mệt rồi nàng nhắm mắt lại ngủ một chút đồng vân lo lắng sốt ruột chủ tử vẫn luôn ngủ một ngày ngủ đến mười mấy canh giờ như vậy sao được chủ tử nghe em chúng ta dưỡng mình thật tốt năm sáu ngày nữa là đến trung thu rồi hôm đó nhiều người có thể đi lại nơi nơi chủ tử hiểu ý em không nàng cười lắc đầu ta chẳng muốn đi đâu hết chỉ muốn ở lại trong cung rồi chủ tử sẽ tự khiến mình mệt mỏi đến chết mất thôi đồng vân thấy nàng ngày càng suy sụp che mặt nghẹn ngào chủ tử quên hết những lời đã nói rồi sao chúng ta nói phải sống thật vui vẻ, bầu bạn với nhau, chẳng may chủ tử có bất chắc gì thì em biết phải làm sao. Chẳng lẽ là muốn em phải đổi chủ tử, lại đi thắp đèn cho châm dầu cho người ta. Đang nói thì hoàng đế bước vào, thấy đồng vân khóc thì sừng sốt, đây là làm sao thế? Âm lâu lau nước mắt cho nàng, cười nói, nhà đầu này ngớ ngẩn thôi, muốn ta xuống giường một chút, sợ ta ngủ lâu đến chết. Hoàng đế ngẫm nghĩ, cũng rất đồng tình với đồng vân, đúng là nên hoạt động nằm lâu rồi sẽ quên cả cách bước đi chấm đỡ nàng ra ngoài đi dạo không ra cửa cung ở ngay trong vườn thôi nàng không nói lại được bọn họ đành vén chăn đứng dậy lập thu đã qua từ lâu rồi trời dần dần trở lạnh rời khỏi giường liền thấy lạnh thấu nàng xoa xoa cánh tay có chút lạnh hoàng đế bảo đồng vân lấy áo khoác tới bao kín nàng lại hỏi nàng đã đỡ hơn chưa nửa dìu nửa ôm cho nàng xuống bước xuống bậc thềm hiện tại nàng cũng không qua bài xích hắn, một người mà đến bản thân mình cũng sắp quên đi, chẳng còn thiết tha mà đi bắt bẻ. Cho dù sau lưng nàng vẫn không hề thích hoàng đế, nhưng phối hợp ngoài mặt vẫn là cần thiết. Cứ như vậy đi được vài bước, ra đến bên ngoài phối điện mới phát hiện hắn vẫn ở đây, cung cung kinh kinh đứng hầu một bên, dáng vẻ không thay đổi gì nhiều, chỉ là hơi gầy đi, vẫn thong dong thạo đời như vậy. Nỗi lòng thoáng chốc cuồn cuộn như chiều dâng, nàng cảm thấy đầu óc đều hóa thành gỗ nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài nhất là khi hoàng đế vẫn còn ở đây nàng dừng chân lại một chút cất tiếng chào hỏi nhàn nhạt, nhạt tiêu hán thần đến rồi lâu ngày chưa gặp hán thần mạnh khỏe chứ hắn chắp tay lại dài cung thỉnh nương nương kim an tạ nương nương thăm hỏi thần hết thảy đều khỏe một hỏi một đáp đều là những lời tiêu chuẩn nhất giữa quân thần nàng ừ một tiếng quay đi dựa vào vai hoàng đế nhẹ giọng nói, để một cái ghế nằm dưới cây ngô đồng kia đi. Chân ta không có sức, muốn ngồi nghỉ ở đó một lát. Hoàng đế vội sai người đi làm, nàng cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt, trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Mọi thứ đều đã đúng như ý muốn, không thể tham lam không biết đủ. Cứ như vậy đi. Nàng dựa vào hoàng đế bước ra chính điện, đứng dưới mái hiên ngắm nhìn, tắc tắc tà dương đang rời xa khỏi đỉnh mái tường cung, giống như tấm lưới kim sắc vây khốn tam thiên giới. Con người ở trong đó, dỗ vinh dỗ nhục cũng có là gì. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.